Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn một bộ bàn ghế rồng đỉnh gồm có 12 món của đơn vị đồ gỗ mỹ nghệ Thăng Long. Cái đặc điểm nổi bật của bộ bàn ghế siêu đỉnh siêu tinh xảo này nằm ở chỗ là tất cả đều được làm bằng tay và hoàn toàn bằng thủ công. Hiện tại trước màn hình chúng ta đó là một tác phẩm vầng chưa phun sơn, họ mới làm mộc xong ạ. Bây giờ có lẽ mình sẽ đi vào chi tiết từng tác phẩm để các bạn có cái nhìn tổng thể về tác phẩm có 102 của đơn vị đồ gỗ mỹ nghệ Thăng Long. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cả chiếc ghế đơn đầu tiên với chiều cao là 1m65, chiều rộng là 107cm. Và chiều sâu của chiếc ghế này là 70. Đó là thông số toàn bộ của chiếc ghế đơn này. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết các họa tiết của chiếc ghế đơn. Vâng, qua màn hình các bạn có thể hình dung được cái sự tinh xảo của tác phẩm này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái tay vịn. Vâng, qua màn hình thì các bạn có thể hình dung được cái đặc điểm nổi bật của cái tay vịn này. Và hiện tại đây là cái vách tựa. Có lẽ mình sẽ quay phía sau của cái vách tựa này để các bạn cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm có 102 này. Và ngay bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới phía sau của chiếc ghế đơn. Bốn chiếc ghế đơn thì họ làm tương đối giống nhau, nên trong quá trình quay một chiếc thì các bạn có thể hình dung được ba chiếc ghế đơn còn lại. Thật sự một bộ bàn ghế vô cùng ấn tượng. Bây giờ chúng ta đến với chiếc bàn. Chiếc bàn với một kích thước chiều dài là 2m17 và chiều rộng 1m27, độ cao thì mình áng chừng cỡ khoảng độ tầm 65 đến 70 cm. Và phía cạnh của chiếc bàn này họ làm rất là chi tiết. Và cái sự chi tiết và tinh xảo hơn thì mình nghĩ có lẽ là ở cái mặt bàn này, rất nhiều họa tiết rồng. Và bên trái màn hình của chúng ta đó là một con công, hay còn gọi là con phượng. Và chúng ta đang đến với cả chiếc đôn, vâng, một chiếc đôn cao. Phía trên của chiếc đôn cũng được chạm khắc rất là tinh xảo. Cái đặc điểm của cái bàn có độ dày là 12cm, mình cảm giác cái bàn này có độ dày hơn những cái hàng phổ thông mà mình đã từng quay. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với cả cái đoạn dài. Đây là toàn bộ vách tựa của chiếc đoạn dài. Cái đoạn dài này có chiều dài là cỡ, vâng, chính xác là 2m07 ạ. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới họa tiết của cái tựa này. Cái điều đáng quý của cái tác phẩm nghệ thuật này là hoàn toàn họ làm bằng tay,
thủ công 100% theo như chủ giới thiệu ạ. Vâng, và thưa các bạn, đây là tổng thể của tác phẩm. Một tác phẩm quá xuất sắc. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.